Làm thế nào để có một cái phòng tắm WC đẹp nhất, hiện đại nhất mà không kém phần sang trọng? Thế là tôi là Trần Minh Hùng, chuyên gia về giải pháp vật liệu hoàn thiện cho cái ngôi nhà của các bạn. Thì trong video này thì chia sẻ các bạn là một làm thế nào để trang trí hay là chọn cái vật liệu cho cái phòng tắm để mang chất hiện đại. Thế phòng tắm là một trong những cái thành phần không thể thiếu trong bất kỳ một gia đình nào đó. Bạn sẽ thử sử dụng thường xuyên, có thể từ sáng khi ngủ dậy và trong quá trình mình sinh sống ở tại ngôi nhà và cho đến tối mình cũng sử dụng cho cái phòng tắm của mình. Thế thì cái việc đó là rất quan trọng cho hàng ngày của mỗi thành viên trong gia đình của bạn. Thế thì bây giờ lựa chọn như thế nào cho cái phòng tắm của bạn mang tính chất hiện đại? Thế nói đến hiện đại thì mang tính chất tiện nghi, tiện ích và rất dễ dàng sử dụng cho cái phòng tắm của bạn. Thế thì trong video này thì chia sẻ một cái video nho nhỏ để các bạn khi bạn xây nhà chuẩn bị hoàn thiện, chuẩn bị lựa chọn cho những cái vật liệu trong cái nhà tắm cổ của bạn thì các bạn dễ dàng hình dung được bạn nên sử dụng các loại vật liệu nào cho nó đẹp và sang trọng, hiện đại bậc nhất đến năm 2020. Chúng ta sẽ lấy ví dụ một cái phòng tắm có cái thiết kế, một đơn vị thiết kế để chúng ta phân tích là cái phòng tắm hiện đại nó sẽ như thế nào. Đấy thì trên hình ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy, thứ nhất ấy là không gian phòng tắm là mang tính chất hiện đại thì chúng ta sẽ thấy là rất đơn giản, những cái đồ nhìn tổng quát ấy, là tất cả những cái vị trí hay là những cái không gian hay là những lựa chọn gạch ốp lát ấy, là chúng ta sẽ thấy là cực kỳ đơn giản, tối giản nhất có thể mà mới đi vào cái sự tiện nghi của khi mà sử dụng. Đấy thì cái việc đầu tiên ấy, thì cái không gian phòng tắm ấy, đòi hỏi đầu tiên là cái gạch ốp lát cho nhà tắm. Ở đây gia chủ đã sử dụng một cái gạch ốp la màu một màu màu vàng và màu nền cũng là màu vàng đồng bộ để tạo nó cảm giác rất đồng bộ. Như thế này thì khi chúng ta sẽ trang trí những cái đồ vật nội thất, thiết bị vệ sinh thì chúng ta sẽ làm nên nổi bật những cái thiết bị này. Cái gạch ốp được màu vàng này thì tạo nên cái vẻ đẹp rất là ấm áp khi mà các bạn sử dụng, khi chúng ta bật điện màu vàng lên thì chúng ta sẽ sử dụng rất là cảm giác như một không gian rất là ấm áp. Và gạch ốp sẽ được ốp từ dưới chân nền cho đến trần đỉnh trần để làm sao tạo nên sự sang trọng, sạch sẽ và đương nhiên là đảm bảo sự đồng nhất cho cái phòng tắm như này. Và màu vàng cũng là một trong những màu và màu được nhiều người sử dụng. Đấy, bạn có thể sử dụng cái loại gạch ốp mà kích thước 30 60 cho cái phòng bé, hoặc cũng có thể là kích thước cỡ to 60 mét 2 cho những phòng cỡ lớn để chúng ta sẽ tạo nên một không gian rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn và đương nhiên là sẽ sang trọng hơn. Đấy. Sau khi chúng ta mà đã sử dụng cái gạch ốp và lát cho nhà tắm rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phòng tắm là những cái thiết bị ví dụ như là bàn đá, chậu lavabo hay là những gương hay là những cái tủ tắm, những cái bộ bồn tắm đứng đấy, để tạo nên một cái không gian riêng tư và đương nhiên là nó sạch sẽ hơn. Mà khi mà chúng ta sẽ tắm trong cái bồn tắm như này thì tất cả những phía ngoài mà mình có thể, ví dụ như là phía xung quanh ngoài bồn tắm đấy, nó lúc nào nó sẽ khô và ráo, tạo nên vẻ sạch sẽ và thông thoáng cho cái nhà tắm như này. Với những cái nhà tắm mà có cái vách kính đứng như này thì thường nó mới rơi vào khoảng 6 mét vuông thì chúng ta sẽ làm được cái vách tắm đứng như này với diện tích là vách tắm đứng tầm khoảng hơn 1 mét vuông, nó phải rơi vào khoảng 1 mét 2 mét vuông thì chúng ta mới tắm bắt đầu thoải mái được. Và bên cạnh đó là tất cả những cái mà đồ dùng ở trong nhà tắm này tạo là phải cực kỳ đơn giản, vuông thẳng phẳng, và những cái thiết bị ở đây đều mang tính chất tiện nghi, sử dụng thường xuyên, được đưa vào trong nhà tắm này để tạo nên cái sự tối giản nhất mà không kém phần sang trọng nhất. Cái mà bệt ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta được gia chủ sử dụng những cái bệt mà mang thương hiệu như Toto hoặc là Linac để có thể là có những cái ấn tượng khi mà chúng ta bước vào nhà tắm. Và cái lavabo thì cũng không kém phần sang trọng khi mà chúng ta là sử dụng cái bàn đá bằng màu ghi, và tôi đánh giá ở đây là có thêm một cái sự thay đổi nữa là sẽ đẹp hơn là cái lavabo sẽ là màu trắng, để khi mà chúng ta đặt lên cái lavabo đó lên trên bàn đá đó để tạo nên một cái cảm giác nó nổi bật hơn rất là nhiều và cảm giác màu trắng nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó là trên chốc những cái chậu là thường là đi kèm theo là những cái gương. Rồi thì ở đây là chúng ta có thể là dùng sử dụng gương điện. Gương điện thì là có ưu điểm là gì? Chúng ta sẽ cảm giác một cái phòng nó sẽ rộng hơn, ấm áp hơn và đương nhiên nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhớ là các bạn là khi mà sử dụng gương điện ở trong phòng tắm, bạn phải để chờ
chờ và công tắc phải lên để phía ngoài. Còn nếu mà cái gương điện mà mang tính cảm ứng ấy, thì bạn vẫn phải có cái công tắc ở ngoài để tránh tất cả những cái đường dây điện đi vào ngầm từ gương vào ra đều đi ngầm trong tường hết, chứ không để lộ và để lộ ra phía ngoài, để tránh trường hợp là nó sự gây sự ẩm ướt và gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự sang trọng rất là tuyệt vời. Những cái phong cách mà phòng tắm thì bạn cũng có thể hiện đại thì bạn có thể là sử dụng những cái tông màu khác nhau, ví dụ như là những cái tông màu trắng, màu ghi xám là cũng có thể là các bạn sử dụng, hoặc là màu màu trắng vân đá. Ví dụ như là cái tông màu trắng vân đá là một trong những cái tông màu mà rất là nhiều người đang ứng dụng ở cho cái khu vực bồn tắm hiện đại, là cái tông màu trắng như vậy thì tạo nên một không gian rộng rãi hơn rất là nhiều. Và đương nhiên là những cái nội thất bên trong ngôi nhà ấy, nó sẽ sang và sáng hơn. Cả bên cạnh đó thì cũng có thể bạn chọn màu ghi. Màu ghi là một trong cái màu mà được đánh giá là màu nó rất là nhiều người lựa chọn và mang tính chất sang trọng đó. Thì để mà có một cái phòng tắm mà đẹp hay là sang trọng hiện đại thì các bạn là có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho các bạn nên sử dụng loại vật liệu nào cho tốt. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo.